phát sốt với ứng dụng của Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang khiến số đông người hâm mộ phát sốt khi ra mắt ứng dụng giúp người tập luyện công. Sau một thập kỷ khoác áo các câu lạc bộ tại châu Âu, Cristiano Ronaldo chuyển đến Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League vào tháng 12 năm 2022 để tiếp tục sự nghiệp. Ở tuổi 39, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chạy tốt bởi tuân thủ chế độ luyện tập, ăn uống khắt khe song cũng rất khoa học. Cũng từ thành quả có được từ màn khổ luyện thành tài, Ronaldo, ngôi sao từng 5 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng đã quyết định đầu tư vào việc ra mắt ứng dụng thể dục có tên gọi Iraculous. Thông tin sốt dẻo này đã được Ronaldo chia sẻ qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Instagram. Còn trang web chính thức của ứng dụng Iraculous nêu rõ, người đăng ký sẽ có quyền truy cập vào các kế hoạch đào tạo và dinh dưỡng được cá nhân hóa. Khía cạnh tinh thần cũng là một phần của dự án này. Bên cạnh đó, Iraculous còn giúp người dùng tiếp cận các chương trình được xây dựng với tư vấn trực tuyến từ các chuyên gia để rèn luyện thể lực. Ngoài ra, ứng dụng này cũng có thêm những tính năng đáng chú ý như theo dõi cơ thể qua các chỉ số về tim mạch, lượng nước cần bù đắp, năng lượng tiêu hao, các bài tập thử thách để rèn luyện. Nó cũng có những giải thưởng để khích lệ người sử dụng. Iraculous đem lại sự cân bằng nhằm duy trì một lối sống năng động và lành mạnh cho người sử dụng. Ronaldo rất tâm huyết với ứng dụng này và anh ấy hy vọng nó sẽ ngày càng được nhiều người sử dụng. Nguồn tin thân cận từ Ronaldo chia sẻ, Iraculous được đưa ra công chung với các phiên bản dành cho iOS và Android.